Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Quảng Pháp, kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa tất cả các bạn sinh viên tham dự khóa tu ngày hôm nay. Chúng mình xin gửi lời tri ân đến thượng tọa trụ trì cùng chư tăng đã tạo điều kiện cho Trí Minh và các bạn có cái buổi tu học Phật pháp ngày hôm nay. Và hôm nay thì là cái ngày đầu tiên của năm mới. Chúng mình cũng kính chúc tất cả các bạn có được thêm nhiều niềm vui mới và thành công mới trong cuộc sống của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các bạn, hôm nay các bạn biết là ngày mùng mấy âm lịch tháng 2 không? Mùng 8 âm lịch là ngày gì các bạn có biết không? Chắc không ai biết phải không? Có ai biết không? Thưa các bạn, cái ngày hôm nay rất là quan trọng đối với Đạo Phật của chúng ta. Đó là ngày Thái tử Tất Đạt Đa đi tu. Và nó trùng với cái ngày các bạn cũng bỏ nhà đi tu. Nhưng mà bỏ nhà tạm thời thôi, có một ngày à, rồi chúng ta quay về. Còn Đức Thế Tôn của chúng ta bỏ nhà đi suốt đời luôn. Chúng ta khác nhau chỗ đó ha. Nhưng mà nó cũng dù sao cũng có một cái sự tương đồng, phải không các bạn? Thì Đức Thế Tôn đã rời xa cung điện Ca Tỳ La Vệ ở phía Bắc Ấn Độ để đi tìm đường xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên. Lúc đó Đức Thế Tôn được 19 tuổi theo truyền thống Bắc Tông. Và như vậy thì cách nay là, năm nay là 2017 cộng với 605 có nghĩa là 2622 năm về trước là Đức Thế Tôn đi tu. Hôm nay không biết có ai bắt trước Đức Thế Tôn đi luôn không về không? Nhớ là điện thoại về trước nha, nhắn tin trước chứ không thôi đi luôn người ta tưởng là mất tích nha. Thì Đức Thế Tôn đã rời bỏ cuộc sống êm ấm của mình để đi tu với cái ý nghĩa là xuất thế tục gia, bỏ cái đời sống thế tục để đi tu, để nhằm thoát ra khỏi những cái sự chi phối của tham sân si mà trong Đạo Phật gọi là phiền não gia, tức là cái ngôi nhà phiền não, và cuối cùng thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi, cái sự trói buộc cái sống cái chết của mình ở trong ba cõi là cõi dục, cõi trời sắc giới và cõi vô sắc giới, ta gọi là xuất tam giới gia, tức là xuất gia có ba ý nghĩa đó. Sau khi xuất gia thì Đức Thế Tôn đã trải qua theo truyền thống Bắc Tông á, là 5 năm học đạo, 6 năm tu khổ hạnh, tổng cộng là 11 năm phải không các bạn? Cộng với lại 19 tuổi, vậy là bao nhiêu tuổi thành Phật vậy? 30 hả? Đúng không? Chắc không? 19 nè, cộng với 11 là bao nhiêu? Là 30 tuổi là ngày thành Phật rồi đó. Và 49 năm thuyết pháp, 80 năm nhập Niết Bàn. Đó là truyền thống Bắc Tông của chúng ta. Nhưng mà các bạn biết rằng từ lúc mà xuất gia cho đến lúc mà Đức Phật thành đạo á, là có một cái khoảng thời gian học và tu rất là cực khổ. Trong đó có học đạo, trong đó có tu khổ hạnh, để rồi mới thành Phật được. Thì các bạn là những sinh viên cũng ngày hôm nay cũng vô chùa Hoằng Pháp tu một ngày. Đức Phật tu một đời, mình tu một ngày. Đức Phật thành Phật thì mình thành gì? Mình phải thành công trong cuộc đời, phải không các bạn? Nha. Mà để được thành Phật á, thì Đức Phật phải cực khổ. Bản thân Ngài cũng vượt qua bao nhiêu cái sự thất bại, bao nhiêu cái sự sai lầm, rồi bắt đầu mới sửa chữa, sửa sai để thành công, đó là thành Phật. Ví dụ như là Ngài học đạo, tại vì lúc đó trên thế gian không có ai mà có một cái sự giác ngộ cao thượng nhất, sự giác ngộ đúng nhất, gọi là chánh giác. Chưa có ai thành chánh giác cả, tức là giác ngộ đúng á. Chưa có ai đạt được một cái sự giác ngộ tuyệt đỉnh, gọi là vô thượng chánh giác. Chưa có ai đạt được cái đó. Cho nên Ngài tìm học với những đạo sư danh tiếng thời đó là Alara Kalama và Uddara Ramaputta, tức là Ức Đầu Lâm Phất. Và sự học đạo đó Ngài nhận ra sau khi thành công trong cái con đường tu đó, Ngài thấy nó sai lầm, nó không dẫn đến giải thoát, không dẫn đến giác ngộ. Cho nên Ngài bỏ, Ngài mới dấn thân trên cái 6 năm trời Ngài tu khổ hạnh. Cái sự khổ hạnh cũng là một cái sự tu sai lầm mà Đức Thế Tôn phải mất 6 năm trời mới trả giá cho cái bài học kinh nghiệm đó. 6 năm trời tu khổ hạnh, các bạn biết là mình giống như bây giờ mình nhịn đói có 7 ngày là mình thấy cực, thấy khổ lắm rồi, khó chịu lắm nha. Gọi là nhịn ăn để giảm cân á, có các bạn nào làm cái đó chưa?
là mình thấy đến ngày thứ ba là chóng mặt rồi, muốn xỉu rồi đó nha. Nhưng mà Đức Phật là nhịn ăn liên tục cho đến khi mỗi ngày chỉ ăn có một hạt mè thôi, uống một ngụm nước thôi. Và Ngài tập nín thở đến mức độ mà lỗ tai nó lùng bùng, nó giống như tiếng sấm nó nổi lên. Do cái sự nín thở, cái nó tăng cái huyết áp lên trên não á. Và Ngài chịu không nổi, Ngài phải xả ra. Thì Ngài mô tả rằng khi mà Ngài tu khổ hạnh 6 năm trời vậy á, mỗi lần Ngài đói bụng á, cái Ngài lấy cái tay Ngài rờ vô cái bao tử, cái bụng của Ngài á, thì nó đụng ngay cái cột sống á các bạn. Tức là cái ruột gan gì nó lép xẹp hết trơn rồi, còn da với xương không à. Rờ cái bụng thì đụng cột sống, mà rờ cột sống thì đụng cái rúng. Tức là hai bên dường như là nó còn có tờ giấy thôi vậy đó. Thì các bạn thấy cái sự tu khổ hạnh như vậy nó cũng là một sai lầm, nhưng mà Ngài cũng vượt qua. Rồi Ngài chọn con đường tự mình tìm cái con đường tu bằng giới định tuệ của mình, bằng cái sự quay trở về thân tâm để tìm hiểu mình là ai. Và cuối cùng thì Ngài chứng được cái sự giác ngộ gọi là tam minh, thấu triệt được quá khứ, thấu triệt được tương lai. Không có đời sống nào trong quá khứ mà Ngài không biết, không có chuyện gì trong tương lai mà Ngài không thấu triệt. Và trong hiện tại thì Ngài sống với cái tâm giải thoát, không còn tham sân si nó trói buộc nữa, nó gọi là lậu tận minh. Thì khi mà chứng ngộ như vậy á, thì Đức Phật lại dấn thân trên con đường tiếp tục dạy đạo để chúng ta có cái Phật Pháp ngày hôm nay chúng ta tu học. Thưa các bạn, cái vấn đề chứ mình muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay á, là cái hình ảnh Đức Phật từ lúc xuất gia rồi thất bại rồi đạt được cái thành công á, nó phải có một cái ý chí rất là mãnh liệt để vượt qua được những cái khó khăn, những cái trở ngại đó mới gặt hái được sự thành công. Vì vậy cho nên hôm nay các bạn bỏ nhà đi tu một ngày, mong muốn có đạt được cái gì đó, ít nhất là một chút kiến thức về Phật học, hay là một chút an tịnh về tâm hồn, hay là sự bình thản an lạc của nội tâm, thì chắc chắn rằng không ít thì nhiều chúng ta cũng phải có một cái sức mạnh tâm linh mà chúng ta gọi là ý chí nha. Do đó cái đề tài ngày hôm nay á, chứ mình muốn trình bày các bạn là ý chí của tuổi trẻ. Ý chí thì nó có mặt ở tất cả các độ tuổi. Từ em bé mới sinh ra, nó biết khóc thì nó cũng có cái ý chí là nó phải khóc, mà khóc không cần nín, khóc đến khi nào mà cha mẹ quay mắt nhìn lại nó, rồi bắt đầu đến dỗ ngọt nó, nói chuyện với nó mới chịu ngưng khóc. Thì cái đó cũng là một dạng ý chí, đúng không? Duy trì cái khóc của mình, mặc dù mình không muốn khóc nhưng mà mình phải ráng mình la, mình khóc lên. Có khi nào hồi nhỏ các bạn làm vậy không? Chắc bây giờ cũng đôi khi cũng có ha. Nó gọi là cái gì các bạn? Nó gọi là làm nũng á ha, nhõng nhẽo hay gì đó, cũng là một cái dạng đó. Ở đằng bên trong mình nó có một cái nghị lực, một cái ý chí nhỏ nhỏ nào đó để nó khiến cho mình duy trì một cái trạng thái thân tâm nào đó. À, rồi các bạn hôm qua ở trên thất á, thì chứ mình có thấy có ba con chim chào màu. À, lúc đó có cái buồng chuối sứ nó chín á, treo ở trên cái góc cột kìa nè. Thì hai con chim nó xà xuống, cái nó mổ cái vỏ chuối ra nó ăn trái chuối chín rồi. Thì tự nhiên có một con chim thứ ba xà xuống theo. Và con chim thứ ba không làm gì đó, nó cứ há miệng nó kêu chép 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 chép, mà nó há to cái miệng ra vậy nè. Trong khi trái chuối á, thì hai con chim kia nó đã lột vỏ sẵn ra là chỉ cần mổ cái mỏ vô ăn thôi. Mà con chim thứ ba này lại không chịu ăn, cứ đứng ở trên đó la chép 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 chép, mà cái miệng thì to, há to hết cỡ luôn vậy đó. Cái chứ mình quan sát một hơi, chứ mình thấy có một con chim trong hai con chim đầu á, nó mới ăn thử cái trái chuối 2-3 lần, xong rồi cái nó mổ một miếng thật mạnh, nó lấy ra được một cái miếng chuối, cái nó mớm cho con chim kia cái ăn. Mà con chim kia cũng to bằng nó, chứ không phải là con chim con nhỏ xíu, thì mình biết là mẹ mớm cho con rồi ha. Thì cái hồi mình quan sát á, thì mình thấy rằng là cái con chim này nó há miệng nó ăn á, thì có con chim thứ hai mà đứng kế bên con chim hồi nãy á, nó chạy lại nó đuổi con chim này đi, đuổi con chim mà há miệng đi. Hồi nữa mình quan sát mình thấy chắc có lẽ là hai con chim đó là hai con chim mái, còn con chim mà mớm là con chim trống. Là con chim này nó ghen con chim kia đó. À, con chim kia thì nhõng nhẽo có đòi ăn không mà không chịu mổ. Như vậy thì bản thân là vật nó cũng biết nhõng nhẽo nữa nha, chứ không phải là con người ha, không các bạn. Đó, thì nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta học đạo không phải để nhõng nhẽo nha. Chúng ta học đạo là để có một cái sức mạnh tinh thần để vượt qua những cái khó khăn, những cái khó chịu, những cái cực nhọc ở trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí là những cái sự thất bại của mình nữa.
để mình có được thành công. Thì thưa các bạn, đối với ý chí nó cũng xảy ra ở con vật rồi ở con người từ tuổi trẻ cho đến tuổi già. Có một cái câu chuyện hôm qua thì Chí Minh có đi dạy học ở cái chùa ở dưới Vĩnh Long. Ở đó có cái thất nhỏ phía sau. Thì có cái câu chuyện mà sinh viên lên chia sẻ thuyết trình, đó là trưởng lão Ni Sona. Trưởng lão Ni Sona là một bà già đi tu, gọi là bán thế xuất gia. Bà ta 80 tuổi bà ta mới đi tu. Thì bà ta đi tu lúc đó bà có 10 đứa con rồi, bà đi tu. Thì trong lúc mà đi tu á, 80 tuổi mà các bạn biết, ngồi thiền cũng đâu có dễ phải không? Mà thậm chí mà ngồi tụng kinh cũng không nổi, ngồi nghe pháp thì chừng 15 phút là phải xả chân ra, phải chống tay ra sao vì nó đau lưng rồi. Thì bà vô ni xá hồi xưa thời Đức Phật bị người ta coi thường, người ta không có tôn trọng vì tuổi già đi tu. Nhưng mà bà Sona này bà thấy người ta coi thường quá đó, mà con cái mình thì không có đến thăm mình, không có đến cúng dường gì hết, coi như mẹ đi tu là trút bớt cái gánh nặng rồi, nó mừng quá trời chứ nó đến thăm chi nữa. Cho nên là cái thời đó cũng con cũng bất hiếu dữ rồi nha. Thế thì cái bà nói bây giờ mình không tu thì cũng không làm được gì. Cái ban ngày thì do làm công quả trong chùa, quét dọn cho mấy vị sư cô ni trưởng để mà lấy cái phước. Buổi tối á, các bạn biết bà công phu bằng cách là bà bước đi, bà công phu bằng bước đi chánh niệm á. Thì khi mà bà bước đi á, là bà tắt hết các ngọn đèn, đèn dầu tắt hết. Thì bà bước đi từng bước chân á, thì bà để ý xung quanh có bao nhiêu cái cột nhà, bà nhắm mắt lại bà đi. Rồi cái cứ nhắm mắt lại đi một hơi, cái đi thẳng mà nó xẹo qua một bên, cái nó đụng vô gốc cột, cái bể đầu, đụng vô gốc cột, cái gãy tay, đụng vô gốc cột, cái què chân. Mà bà quyết tâm bà đứng lên, bà đi tiếp. Bà nói nếu như mình mà không quyết tâm tu thì mình không có sáng đạo được. Thế là bà cứ án chừng cái cột nằm ở đâu, cái bà đi từ bước, mỗi giờ bà bước thẳng, bước đều chứ không có bước xéo nữa. Thế là sau một tuần lễ công phu là bà không cần mở mắt, bà vẫn nhắm mắt mà đi không đụng cái cột nào, coi như giống như người mù vậy các bạn. Đó. Thì cái ý chí đó đã giúp cho bà ta trong vòng 2 tháng tu hành thôi, bà ta chứng được thánh quả A-la-hán đó các bạn. Đó. Và có thần thông luôn. Thì cho thấy rằng là tuổi già 80 tuổi tu vẫn chứng đạo như thường, chứ không phải không. Đó là tuổi già ha. Bây giờ tuổi trẻ thì các bạn thấy các bạn có ý chí nổi không? Bây giờ các bạn có thể hy vọng rằng mình học hết 4 năm đại học không? Chắc không? Hay là nửa chừng rồi mình nghỉ học rồi mình đi làm kiếm tiền? Đó. Cái ý chí chỉ cần chúng ta đặt ra một mục tiêu, chúng ta hạ thủ để chúng ta đạt được cái kết quả nào đó. Thì như vậy ý chí là gì các bạn? Ý chí theo định nghĩa của từ điển á, ý chí là một cái mục tiêu, một cái mục đích mình đặt ra, rồi sau đó mình có một cái sự quyết tâm để đạt được cái mục đích đó. Dễ không? Dễ hiểu không ha? Ý chí là trong tâm của chúng ta đạt ra một mục tiêu và chúng ta có một cái sự quyết tâm để đạt được cái mục tiêu đó, gọi là ý chí. Nói dài dòng thì các bạn nhớ ý chí nó chỉ có 2 từ, là từ gì? Ý và gì? Chí. Ý là sao các bạn? Ý là ước muốn, tức là mong muốn, có nghĩa là đưa ra một cái mục đích, một cái thành tựu, một cái kết quả mình đạt được. Ví dụ như các bạn muốn tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng, hay là có một cái bằng lái xe, ví dụ vậy đó nha. Thì cái ý có nghĩa là đặt ra một cái mục đích, một cái ước muốn, một cái khát vọng, gọi là ý. Còn chí, cái từ chí nó có nhiều nghĩa, nhưng mà ở trong đây, chí có nghĩa là tột cùng, tột đỉnh. Ví dụ như là chí hướng, là cái tột đỉnh của cái hướng đi của mình, gọi là chí hướng. Ví dụ như chí công vô tư, chí công có nghĩa là hết lòng cho việc công, được không các bạn? Chí là chí tôn vô thượng á, nha. Đó, cho nên là cái chữ chí có nghĩa là rốt ráo, đích đến cuối cùng. Như vậy, cái chữ chí đó chính là cái sự quyết tâm cho đến đạt được đến mục tiêu đó. Do đó chữ ý chí có nghĩa là một cái mục đích mình đạt ra, và một cái sự quyết tâm có nghĩa là chí muốn đạt được cái mục tiêu đó. Là chúng ta hiểu ý chí là như vậy ha. Thì thưa các bạn á, tuổi trẻ thì nó có một cái ý chí phải nói là mãnh liệt hơn tuổi già rất là nhiều, mãnh liệt hơn cái thời còn thiếu nhi thiếu niên rất là dữ dội. Có một câu chuyện kể là lúc mà Đức Thế Tôn mới thành đạo á các bạn, lúc đó theo truyền thống Bắc Tông á thì ngài mới có 30 tuổi à.
Nhưng mà theo truyền thống của Nam Tông á, thì ngài 35 tuổi. Theo truyền thống Nam Tông á, là 29 tuổi Đức Thế Tôn mới đi tu nha. Không có học đạo 5 năm, học đạo có mấy tháng à. Rồi ngài tu 6 năm khổ hạnh. Như vậy 29 cộng 6 là nhiêu các bạn? Ba mấy? 35 tuổi Đức Phật thành đạo, theo truyền thống Nam truyền á. Thì 35 tuổi Đức Phật thành đạo xong rồi á, thì lúc đó cái năm đầu tiên là Đức Phật gặp ông Cấp Cô Độc cúng cho Đức Phật một cái chùa thứ hai. Cái chùa thứ nhất gọi là Trúc Lâm Tịnh Xá do vua Tần Bà Sa La cúng. Thì lúc đó là ông Cấp Cô Độc đi qua cái chỗ gần cái chỗ Trúc Lâm Tịnh Xá thì mới gặp Đức Thế Tôn và phát tâm mua đất để cúng dường Đức Thế Tôn xây chùa. Thì cái ngôi chùa thứ hai được xây ở nước Xá Vệ, tức là có cái tên là Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì khi Đức Thế Tôn cho ngài Xá Lợi Phất đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá để xây dựng ngôi chùa ở đó đó, mãi 5 năm sau Đức Thế Tôn mới về đó. Bởi vì Đức Thế Tôn biết cái tình hình của cái nước Kosala của vua Ba Tư Nặc trị vì á, là chưa có ủng hộ Phật giáo. Tại vì ông vua Ba Tư Nặc á, ông rất là ngã mạn. Ông mới lên làm vua thôi, nhưng mà ông tự hào là ông tuổi trẻ, một thái tử lên làm vua kế thừa vương vị trong lúc mới có ba mươi mấy tuổi, mới 35 tuổi làm vua rồi. Tuổi vua Ba Tư Nặc bằng tuổi Đức Thế Tôn. Lúc đó ông vua Ba Tư Nặc được 40 tuổi, tức là làm vua 5 năm rồi. Đức Thế Tôn thành đạo năm 35 tuổi, 40 tuổi cũng là làm giáo chủ của đạo Phật hết 5 năm rồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết rằng vua Ba Tư Nặc chưa có cái tâm muốn tiếp nhận mình truyền bá đạo Phật ở nước Kosala này, cho nên Đức Thế Tôn chưa về. Thì sau khi thấy rằng á, hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân của vua Ba Tư Nặc á, đã quy y, đã kính tin đạo Phật với cái sự giáo hóa của ngài Xá Lợi Phất ở bên nước Xá Vệ rồi, thì lúc đó Đức vua Ba Tư Nặc mới nghe lời Mạc Lợi phu nhân, mới tạm thời tin rằng có một cái vị trẻ tuổi, trẻ măng à, mới có ba mươi mấy tuổi à, mà khai sáng một cái đạo mà ngài đi đến đâu là các vị giáo chủ của các tông phái khác quy phục tới đó. Thì ông ta cũng hơi hơi kính ngưỡng Đức Thế Tôn một chút thôi, bởi vì ông ta cũng có một cái tâm ngã mạn rất là lớn. Thì khi mà Đức Thế Tôn về Xá Vệ Thành ở đó để thuyết pháp á, vua Ba Tư Nặc không đến chào Đức Thế Tôn các bạn. Nhưng một cái lúc mà đi thị sát dân tình, đi ngang qua Kỳ Viên Tịnh Xá từ thành Xá Vệ á, thì vua mới tạt vô để coi cái ông thầy trẻ tuổi mà làm giáo chủ cái tông phái này á, ổng dạy cái gì. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc vô mà xá Đức Thế Tôn một cái thôi, chứ không có lạy ngài như là các vị vua khác. Thì Đức Thế Tôn cũng chào vua Ba Tư Nặc xá lại. Vua Ba Tư Nặc mới hỏi liền một câu rất là sức sược: tôi nghe nói rằng là ngài tuyên bố ngài chứng được cái sự giác ngộ tối thượng, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, có phải vậy không? Tại vì mình tư thế một ông vua, mình có quyền hỏi người ta chứ. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là: thưa đại vương, ngoại trừ ta thì trên đời này không có ai có thể tuyên bố rằng mình đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Mà Đức Thế Tôn cứng cỏi đáp lại vậy liền chứ không sợ ổng. Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới nói: ở cái vương quốc của tôi á, thì đã từng tiếp đón hết vị đại sư này đến vị đại sư kia, ví dụ như là trưởng lão Ni Kiền Tử, tóc bạc phơ, hoặc là Sanchaja, hoặc là Gosala, hoặc là Phú Lâu Na Ca Diếp, vân vân, là những vị này đều là giáo chủ của các tông phái lớn ở trên đất nước của tôi, mà người nào cũng là tuổi ngoài 60, râu tóc bạc phơ. Mà khi tôi hỏi rằng á, các ngài có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa, thì không một đạo sư nào nói rằng tôi đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ngài, tuổi ngài mới có 40 tuổi bằng tuổi tôi, mà tại sao ngài tuyên bố rằng ngài chứng ngộ cao như vậy? Có phải là ngài nói quá không? Cái Đức Thế Tôn mới thuyết một cái bài pháp ngắn có cái tựa đề là Tuổi Trẻ. Trong cái bài pháp đó, trong Kinh Tương Ưng Bộ các bạn, thì Đức Thế Tôn mới nói như này: trên đời này á, Đức Vua đừng coi thường bốn điều. Thứ nhất là đừng coi thường một vị sát đế lợi trẻ, hay là một hoàng tử á, sát đế lợi là một hoàng tử hay ông vua hay ông quan á, đừng coi thường một sát đế lợi trẻ tuổi. Vì sát đế lợi trẻ tuổi, có một ngày vị thanh niên đó sẽ đứng lên làm vua
cai quản cả một quốc gia rộng lớn, ví dụ như nhà vua chẳng hạn. Thì lúc đó ông vua thấy Đức Phật khen mình cái khoái rồi nha, bắt đầu xuống giọng rồi đó. À, mình cũng bằng tuổi ổng, mình ba mấy tuổi mình cũng làm đại vương của một nước lớn. Thì ông Phật nói đúng quá rồi chứ còn gì nữa, đừng coi thường một hoàng tử trẻ như mình bây giờ lên làm vua. Thì có phải sướng lắm không? Tức là Đức Phật ca ngợi ổng là chứ ai nữa. Đó, vậy thì trên đời này không ai dám coi thường mình nữa. Ông vua thấy hài lòng với cái lời nói của Đức Phật. Rồi Đức Phật nói tiếp rằng trên đời này đừng bao giờ coi thường một con rắn trẻ tuổi. Con rắn trẻ tuổi là con rắn gì vậy các bạn? Con rắn con. Vì một con rắn con khi tiếp xúc với nó, nhà vua có thể phải bỏ thân mạng vì nó. Thưa các bạn, con rắn con cắn có chết không? Chết đó các bạn. Một con rắn con có ý chí không các bạn? Nếu các bạn đã từng thấy con rắn con rồi thì các bạn sẽ thấy nó dữ lắm. Lúc chỉ mình đi về các cái thất trên xung quanh rừng núi không à, cái có một con rắn hổ mang con, cái nó bò từ ở trên chánh điện nó bò xuống, cái chứ mình mới lấy cái thùng sơn với lại cái cây cái khiều nó vô cái thùng sơn, cái nó lọt vào cái thùng sơn thì nó trơn quá, nó đâu có bò lên được nữa, coi như là mình bắt được nó rồi nha. Thì khi bắt được con rắn con đó, nó dài có một gang tay à các bạn, mà khi mình cầm cái quai thùng sơn đưa lên giày á, thì từ ở dưới cái đáy thùng sơn á, nó cứ phóng lên và nó cắn mình nè. Nó búng người, nó phóng lên mà nó phóng không tới, mà nó cứ nó làm gần một chục lần như vậy để nó cắn mình á. Tức là con rắn con rất là dữ và cũng có ý chí lắm á nha, chứ nó không sợ ai hết trơn á, giống như các bạn á, gọi là điếc không sợ súng á ha. Cho nên các bạn có ý chí dữ lắm, cái gì cũng muốn làm hết trơn á, tức là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cái gì? Sợ không đủ tiền làm thôi. Đó, thì thật sự là con rắn con cũng như là ý chí tuổi trẻ của chúng ta vậy đó. Nó ý chí của chúng ta rất là mãnh liệt, rất là mạnh. Nhưng mà nó chỉ thiếu một chút kinh nghiệm sống thôi à. Con rắn mà nó lớn tuổi nó không có nhảy đùng đùng lên nó cắn đâu. Tại nó biết mình nhảy lên cắn người ta ghét một cái người ta đập đầu mình chết làm sao. Cho nên á, con rắn mà già mà bị bắt vậy đó, nó nằm im ru à. Nó chờ cơ hội. Ví dụ cơ hội mình bỏ cái xô xuống mình ra đi cái rồi nó phóng ra nó bò ra nó chạy. Nó khôn lắm đó. Còn con rắn con thì nó không cần biết trời biết đất vậy, cứ cắn cái người nào mà bắt nó cái đã. Cho nên là ý chí tuổi trẻ có một cái đặc điểm đặc biệt vậy đó. Rất là nhiệt tình, rất là mạnh mẽ nhưng mà cũng rất là nông nổi không các bạn? Thì cái điều thứ ba tức là không nên coi thường một đốm lửa nhỏ. Vì sao vậy các bạn? Đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng và đốt cháy chính mình. Có cái câu chuyện ở trên báo nó đăng vậy nè. Hai mẹ con bán hàng tạp hóa mà không có được đi học đó các bạn. Cho nên là kiến thức không có nhiều. Một hôm cái bị cúp điện đi. Thì cúp điện rồi á, thì bà mẹ mới nói đứa con á, là thôi giờ con lấy chiếc xe Honda đi chạy ra ngoài mua thêm ít dầu về đốt chứ hết dầu rồi. Thì thằng con nó cứ đạp xe hoài không nổ các bạn. Bữa tối á, đạp xe hoài không nổ. Cái nó mới mở cái nắp bình xăng ra nó coi thì nó không thấy gì trống hết. Nó không biết còn xăng không mà không nổ. Cảnh mới lấy cái hộp quẹt ra ra anh bật ra anh coi coi nó còn xăng không. Chuyện gì xảy ra các bạn biết không? Nó phật một cái cháy rồi bà mẹ nhào đến ôm nó cứu, bị cháy luôn, hai mẹ con cháy hết trơn luôn vậy. Một đốm lửa nhỏ này đó, nhà là đốt hết luôn á. Tại vì nhiệt tình tuổi trẻ mà lại thiếu cái gì? Trí tuệ, cho nên thành là phá hoại, đúng không? Nhiệt tình cộng dốt nát thành phá hoại. Đó. Do đó mà nhiệt tình tuổi trẻ nó có cái đặc điểm hay cũng có cái dở của nó. Thì các bạn biết rằng một đốm lửa nhỏ không nên coi thường. Các bạn biết là nếu mà mình sống ở những cái ngôi nhà hoặc là ngôi chùa mà gần xung quanh là rừng á, ví dụ như bắt đầu mùa nắng, nếu như các bạn mà chặt gọi là đi phát cỏ hoặc là chặt mé mấy cái nhánh cây rừng á, là kiểm lâm sẽ lên bắt các bạn liền. Kiểm lâm nói rằng là những cái nhánh cây này nó rớt xuống đất á, nó không có bị mối ăn liền đâu, nó sẽ khô đi. Nó khô đi, nó nằm một lớp ở dưới cái đất rừng như vậy á. Mà lỡ cái người nào đi rừng mà người ta hút thuốc, người ta quăng cái tàn thuốc xuống là nó cháy sạch sành xanh khu rừng đó. Và cái chuyện đó đã xảy ra ở dưới Madagu, dưới đồi chuối rồi đó nha. Là có một lần á, cái anh ở đó ảnh phát mấy cái cây để ảnh lấn rừng mà chiếm đất để mà trồng điều á. Thì ảnh phát cái rừng xong rồi á, mấy cái cây con đổ nằm xốp lớp dưới đất á, cái mùa nắng á, nó khô rang à. Rồi cái mấy anh dân tộc đi rừng cái hút thuốc, bà quẹt hút thuốc xong giục cái tàn thuốc xuống mà trúng ngay cái cỏ khô, cái rơm khô đó, bùng lên nó cháy. Nó cháy thì hai cái ông này bỏ chạy chứ không biết dập lửa, dở cho đó đó.
sợ nó cháy chết mình sao, cho nên bỏ chạy xuống. Vừa bỏ chạy xuống vừa la làng lên thì trên nó phừng phừng khói lửa lên, và cả một cái ngọn đồi nó cháy sạch hết trơn luôn các bạn. Vậy một đốm lửa nhỏ không nên coi thường nha. Rồi còn cái cuối cùng, cái thứ tư không nên coi thường đó các bạn là gì? Một tu sĩ trẻ. Bởi vì vị tu sĩ trẻ đó nhìn thấy ổng quậy dễ sợ, nhìn thấy ổng trốn học, ổng cúp cua. Hồi đó Chí Minh ở cái chùa Phổ Quang ở Phú Nhuận á, cái chú tiểu là to lớn mập lắm, cũng là thọ giới sa di thôi. Nhưng mà bây giờ trải qua 25 năm về trước rồi, lúc Chí Minh mới đi tu á, bây giờ là đương kim phó trụ trì, chuẩn bị lên trụ trì chùa Phổ Quang Phú Nhuận. Thì chúng ta thấy hồi xưa là chú tiểu nhỏ xíu à, bây giờ sẽ là sắp sửa là trụ trì cái ngôi chùa lớn ở Sài Gòn rồi. Nên đừng coi thường một chú tiểu tiểu nhỏ là lý do đó. Mà cái câu thứ tư đừng coi thường chú tiểu nhỏ là Đức Phật muốn ám chỉ ai các bạn biết không? Ai các bạn biết không? Đức Phật. Đức Phật là một người trẻ tuổi tu thành đạo mà tuyên bố là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nhà vua đừng coi thường cái tuổi trẻ như ta. Nhà vua cũng trẻ tuổi, cũng làm vua một nước lớn. Ta trẻ tuổi, ta làm giáo chủ của một tôn giáo lớn, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên các bạn thấy rằng tất cả các bạn ai cũng có thể trở thành một giám đốc trong tương lai. Mà ít nhất là ngay bây giờ các bạn đã làm giám đốc chưa? Giám đốc của cái bản thân mình, đúng không? Tức là mình là ông chủ nhân của mình là ít nhất rồi. Mà các bạn có tiền các bạn mua thêm một con chó nuôi nữa là các bạn làm giám đốc, còn nó làm đầy tớ của mình, phải không nè? À, chứ cần gì tương lai, phải không? Đó. Còn nếu các bạn thích nhiều thì các bạn mua thêm mèo, thêm gà con gì các bạn nuôi, bảo đảm các bạn làm chủ của rất nhiều nhân vật. À, rồi lớn lên các bạn lập gia đình thì ít nhất các bạn cũng là chủ hộ của một căn hộ, chứ không phải dẫn chơi được. À, cho nên ai cũng có thể trở thành một con người làm chủ cả. Do đó để cho cái cuộc sống này có ý nghĩa thì các bạn biết rằng trong cuộc đời của mình trải qua một thời gian từ nhỏ, rồi mình đi học, rồi mình lớn lên, rồi mình đi làm, rồi mình thất bại, rồi mình thành công, vân vân. Trong cuộc đời, suốt cuộc đời đó đó, không phải rằng lúc nào mình cũng được tận hưởng những cái giây phút mà mình được làm chủ bản thân, làm chủ gia đình, làm chủ xã hội, mà nó trải qua rất nhiều cái khó khăn, rất nhiều cái thử thách. Những cái khó khăn thử thách đó nếu các bạn không có ý chí là các bạn lui sụp liền ngay lập tức à. Vì mình nhớ là bản thân với mình thi đại học lần đầu tiên cũng rớt. Rớt cái bịch cái ý chí đặt ra thì cao quá, mà sức học thì có hạn, điều kiện thì không có nhiều, cái thời bao cấp mà. Năm đó là năm 87, lần đầu tiên thi đại học y dược rớt. Đó. Rồi bắt đầu cái đi làm kiếm tiền kiếm sống. Nhưng mà cái cỡ giờ này nè, bắt đầu bỏ hết nè, để chuẩn bị ôn thi đại học lại. Thì đi vô thư viện quận Gò Vấp á, ở đường Lê Lợi hồi xưa á, cứ ngồi lấy sách ra ngồi tự giải toán cao cấp, hóa cao cấp, rồi sinh vật. Rồi cái lần thứ hai thi xém rớt. Tức là các bạn biết là nhờ niệm Bồ Tát Đại Thế Chí mà mình đậu á, các bạn tin nổi không? Chí có nghĩa là ý chí ha. Chí có nghĩa là chí cao, chí tôn. À, Đại Thế Chí là một thế giới to lớn. Thì phải có cái người có ý chí lắm mới có thành tựu, mới sáng lập ra một thế giới to lớn là thế giới Tây Phương Cực Lạc, là Đức Phật A Di Đà. Rồi kế thừa Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Quán Thế Âm. Kế thừa Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ là Bồ Tát Đại Thế Chí. Khi Bồ Tát Đại Thế Chí lên làm giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thì cái thế giới đó nó lớn, nó rộng, nó vĩ đại hơn thế giới mà Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ ở cõi Tây Phương nữa. Thì các bạn biết rằng mình nhờ chút ý chí là không có tiền đi học thêm thì phải tự học, cho nên lần thứ hai là thi Đại học Y Dược năm 88 là khoa Y dân học sinh thành phố Hồ Chí Minh, mà thi chính quy là nó lấy 18 điểm đậu thôi, trong khi đó Chí Minh thi có 18 điểm rưỡi, nửa điểm hơn chút xíu thôi. Các bạn biết lúc mà đi thi là mình không biết niệm ông Phật nào để cho thông minh. Cái mình nói trời ơi, không biết niệm Phật nào mà mình đâu có nhớ nhiều danh hiệu Phật, lúc đó chưa có biết đạo gì hết trơn á. Nó cha nghe nói là quý thầy nói là Tây Phương Tam Thánh thì có Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, mà chữ chí này chắc là trí tuệ. Mình nghĩ chữ CH là lộn qua chữ T á nha. Nó Đại Thế Chí chắc là Đại Thế Chí có nghĩa là cái trí tuệ thế gian lớn, cứ nghĩ vậy không à. Cái là hồi vô phòng thi cứ niệm Đại Thế Chí rồi nó làm sao? Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí chứ không phải Đại Thế Chí nữa nha. Rồi xong rồi cái
lúc mà đi thi cái môn hóa đó là nó còn cái bài hóa vô cơ 2 điểm. Trong khi đó Chí Minh tự tin lắm, làm từ đầu đến đuôi chứ không thèm lấy bài giải làm trước. Nghĩ là cái bài nào mình cũng giải được, vậy thì mắc mớ gì mình phải làm bài giải trước. Đến lúc mà hết giờ rồi chưa xong cái bài hóa vô cơ nữa. May sao mà nó kêu thứ tự lên nộp bài thì mình cái tên mình là S y dài dấu ngã là nó nằm chót cái chữ S đó trong lớp á. Cho nên nó kêu từng người lên đó là còn được 5 phút mới tới mình. Lúc đó trời cái bài hóa vô cơ nó dễ như sao mình không giải? À, không giải ta. Cái vừa giải mà vừa Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, Mô Đại Trí, đừng có kêu tên con, Nam Mô Đại Trí Bồ Tát, đừng kêu tên con nha. Lúc đó ngoáy cái bài hóa vô cơ trong vòng không tới 5 phút xong. Mà cái bài đó 2 điểm các bạn. Cho nên là muốn thành công là phải có ý chí ha. Thì có một người bạn của Chí Minh là nó tên là Bách, nó cũng học lúc mà 12 học chung. Thì ảnh thi đại học y dược 6 lần không đậu các bạn. 6 lần đại học y dược không đậu. Nhưng mà lần thứ 7 á là ảnh nản rồi, tức là cái ý chí ảnh hết lực rồi nha. Mà nó học giỏi hơn mình mà tại sao nó thi không đậu, không biết nữa, tại sao kỳ vậy, nó xui thiên thời địa lợi nhân hòa không đủ hay sao không biết. Cái bắt đầu cái lần thứ 7 ảnh thi đậu, nhưng mà ảnh không có thi đậu đại học y dược mà ảnh thi đậu vô đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tức là cái mơ ước mà làm bác sĩ của ảnh cao quá, ảnh không thể nào từ bỏ được. Cái người cũng có ý chí lắm mà. Nhưng mà lần thứ 6 thì cái trở ngại liên tục nó khiến cho ý chí của ảnh nó bị chùng xuống và ảnh không dám thi đại học y dược nữa. Ảnh quay qua thi y thành phố cho dễ và cuối cùng đậu y thành phố. Bây giờ thì đã làm bác sĩ rồi nha. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái ý chí nó thử thách rất là nhiều. Chứ không phải là ai muốn nuôi dưỡng ý chí mình được đâu nha. Thì những cái điều kiện mà để cho ý chí thành tựu á, các bạn nhớ nó có 3 cái điều kiện mà chúng ta lưu ý. Thì khi mà chúng ta nuôi dưỡng ý chí á, chúng ta lưu ý 3 cái điều kiện này, nếu thấy nó không đủ á thì chúng ta chuyển hướng đi, hạ mục tiêu xuống thấp chút, chứ đừng có đặt mục tiêu cao quá thì chúng ta thành tựu nó đỡ nó nản. Thứ nhất là vận may, hay còn gọi là thời cơ. Thời cơ còn được gọi là thiên thời á các bạn. Nếu các bạn mà không có ở trong một cái môi trường thuận lợi á, không có một cái điều kiện thuận lợi gọi là thời gian, thời cơ, thời điểm thích hợp á, các bạn thi cỡ nào nó cũng không đậu. Cụ thể là ở quận Gò Vấp lúc đó có một cái anh đó, ảnh giỏi cực kỳ luôn. Nhưng mà lý lịch là cha là sĩ quan chế độ cũ. Trong lớp 12A1 của trường Nguyễn Trung Trực quận Gò Vấp là cái lớp tuyển từ lớp 9 từ các trường cấp 2 lên không á. Thì trong lớp đó anh này ảnh học lúc nào cũng giỏi, điểm 10 các môn toán lý hóa hết. Nhưng mà ảnh thi đại học Bách khoa năm đầu tiên cùng với Chí Minh cũng rớt. Năm thứ 2 cũng rớt, năm thứ 3 cũng rớt là vì cái chế độ lý lịch lúc đó nó còn áp dụng, gọi là thiên thời chưa đến. Rồi sau đó đến năm 89 á là lúc đó nó bỏ cái chế độ gọi là lý lịch nhiều rồi. Không xét lý lịch nhiều, chuyển qua là bây giờ không có phát học bổng nữa mà thu phí rồi, gọi là cải cách giáo dục á. Thì lúc đó các bạn biết là ảnh mới thi đậu, nhưng mà cái chí nó vẫn nuôi đến cái lúc đó. Còn người nản chí là bỏ rồi, thi điểm cao lắm mà không đậu, bởi vì lý lịch xấu, có là thiên thời chưa đến, chưa xong. Với người bình thường, tức là ở cái khu xóm mới, tức là đường Thống Nhất, phường 17 Gò Vấp là Đạo Thiên Chúa không? Người Bắc 54 di cư về đó không? Mà các bạn biết con của những vị đó, con của những người Bắc di cư, cha mẹ làm lụng vất vả, con phải ăn học, phải tập trung ý chí để học thành tài. Cho nên trong lớp đó là toàn người Bắc mà người nào cũng giỏi hết trơn, người nào cũng ý chí mãnh liệt lắm. Có 2 anh Vũ thì rớt rồi, cái nản quá đi làm luôn, bây giờ cũng không làm được cái gì. Còn anh Hoàng bây giờ là giám đốc của cái công ty dầu khí đó, các bạn đó. Thì coi như ảnh đậu đại học Bách khoa mà lần thứ 3. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ý chí nếu mình không có thấy thiên thời á, nó cũng dễ bị nản chí, phải không các bạn? Chỉ bằng mình hạ thấp cái mục tiêu mình xuống thì mình sẽ đạt được cái điều đó. Còn cái thứ 2 á các bạn, là cái sự nâng đỡ, cái sự giúp đỡ của người thân của mình, nó gọi là nhân hòa. À, thiên thời địa lợi cho cái thứ 3 đi, cho nhân hòa quan trọng hơn nha. Các bạn biết rằng á, như các bạn bây giờ đang học, đang làm, lý tưởng của mình á là mình cứ làm đúng pháp luật là xong, mình cứ học cho giỏi là xong. Nhưng thưa các bạn, thời buổi bây giờ á, nó cần thêm cái yếu tố gọi là các bạn có lãnh được 10 cái bằng đi nữa. Các bạn có bằng tin học nè, các bạn có bằng ngoại ngữ, các bạn có bằng đại học, các bạn có bằng chuyên môn, đủ thứ các bạn hết trơn á. Nhưng mà chỉ cần các bạn thiếu một cái bằng quan trọng, đố các bạn là cái bằng gì thì mình sẽ dễ kiếm việc làm.
À đúng rồi, phải có bằng lòng nữa nha các bạn. Mình vô công ty đó mình không được người ta bằng lòng cái là vài bữa sau mình bị đuổi chẳng hạn, hoặc là kiếm người khác thế chỗ mình liền à. Đó, cho dù mình giỏi. Do đó cái nhân họa là mình phải thay đổi cái cách sống làm sao mà cho trên á thì thương mình, dưới thì kính trọng mình, phục mình nể phục mình, thì lúc đó chúng ta dễ dàng thành công ở trong sự nghiệp của chúng ta hơn nha các bạn ha. Mà muốn vậy thì dễ lắm, không có khó các bạn. Cái chánh pháp của đạo Phật á, nó dựa trên cái triết lý là vô ngã. Các bạn cứ vô ngã chút đi, tức là hạ thấp cái ta của mình xuống một chút. Khi chúng ta đi phỏng vấn xin việc, khi chúng ta vô làm, đương nhiên hạ thấp không phải là chúng ta tự ti mặc cảm nha. Hạ thấp không có nghĩa rằng là chúng ta nghĩ rằng là mình không làm được chuyện gì hết. À, mình cũng xin vô công việc đó, nhưng mà có những chuyện mà lãnh đạo họ có những cái tư tưởng riêng của họ, rồi họ bắt mình phải theo cả một cái công ty, tất cả mọi người đều phải theo cái quan điểm, cái cách quản lý của ổng, thí dụ như độc quyền của ổng, thì mình biết như vậy, mình nương theo cái tính độc quyền của ổng, đến khi nào mà ổng biết được mình có năng lực rồi, ổng sử dụng được mình, đến chừng mà ổng hết làm giám đốc, mình lên làm giám đốc, cái mình xả cản cái độc quyền mình cho là dân chủ cũng được, đúng không nè? Thì cái đó gọi là nhân hòa, mình biết cách sống. Đó. Rồi cái cuối cùng là cái địa lợi. Địa lợi có nghĩa là cái môi trường, cái điều kiện mà mình học, mình làm việc, nó thành công, nó hợp, nó phát triển sự nghiệp của mình. Các bạn nhớ như nè, hầu như là tất cả những người thành công, đa số những người thành công ở trên thế giới này, những tỷ phú, những người sáng lập ra các công ty, họ không phải là họ được thuận buồm xuôi gió. Nhờ những cái nghịch cảnh mà họ vượt qua được, họ mới thành công cao. Cho nên cái môi trường, cái địa lợi á, luôn luôn chúng ta nghĩ rằng không bao giờ cái nào có địa lợi cho mình, mà cái địa lợi cho mình là do ý chí của mình tạo ra. Chúng ta nhớ chỗ đó. Ví dụ thiên thời thì có thể ý chí của mình không có thể thắng được rồi. Tại cái thời điểm đó, cả một cái quốc gia người ta theo cái guồng máy đó, mình không thể nào dùng ý chí mình vượt qua được. Cái nhân hòa nó còn phụ thuộc cho người khác, ý chí người khác. Họ có phân quyền cho mình hay không, hay họ là tập quyền để cho mình thi thố tài năng, thì cái lúc đó mình không có thể nào cải tổ cái ông lãnh đạo hay giám đốc của mình được, hay ông hiệu trưởng của cái trường mình đang học được nha. Nhưng mà cái môi trường làm việc gọi là địa lợi á, thì mình dùng ý chí của mình thay đổi được đó các bạn. Mình thay đổi không có nghĩa là mình dời non lấp biển, mình thay đổi là mình chuyển trường, mình học, không phải vậy nha. Nhưng mà mình thay đổi bằng nhận thức các bạn. Mình nhận thức làm sao? Ví dụ như bây giờ cái trường mình đang học nó quy định là cứ mỗi một học kỳ thi một lần, mỗi một học kỳ làm luận văn một lần, thí dụ như vậy. Rồi ai thi rớt thì đóng 500 ngàn để thi lại, thí dụ vậy thôi nha. Rồi các bạn thấy rồi, cho cái trường này vậy mà bắt đóng tiền, bắt thi lại hoài, chán quá, cái mình bỏ qua cái trường khác mình học. Như vậy rốt cuộc mình không có tốt nghiệp được, không có tốt nghiệp được cái trường nào hết trơn á nha. Do đó trong trường hợp mà gặp nghịch cảnh, cái môi trường không phù hợp á, thì mình phải dùng ý chí để mình thay đổi quan niệm của mình. Không phù hợp thì mình coi như đây là một cơ hội để mình rèn luyện sức chịu đựng của mình, coi như là một cơ hội để rồi mình đạt đến cái môi trường thuận lợi hay là thành công sau này. Các bạn biết cái ông Edison là cái người mà có tới 1093 cái bằng sáng chế, tức bằng phát minh á. Những cái mà các bạn đang có như máy quay phim nè, bóng đèn nè, telephone nè, các bạn đang sử dụng á, khởi nguồn là ông Edison, ổng phát minh ra cái vụ đó. Nhưng mà ổng nói vậy nè, ổng có hai câu phát biểu rất là nổi tiếng. Câu thứ nhất á, là tôi không bao giờ là một người thất bại, nhưng mà tôi có tới 10.000 cách để tôi phát hiện ra rằng mình không có thành công. Tức là ổng thất bại tới 10.000 lần để có được 1.000 cái bằng sáng chế. Là ổng thất bại tới 10.000 lần. Thì 10.000 thất bại của ổng á, ổng không nói mình thất bại, ổng nói rằng là tôi không có bị thất bại, mà tôi học được tới 10.000 cái cách mà tôi không thành công. Các bạn hiểu không? Ủa, cách đổi, thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy thôi là tự nhiên mình có thể làm chủ được thất bại. Và cái câu thứ hai cũng của Edison á, là thiên tài chỉ có 1% ở cái khả năng thông minh đột xuất gọi là cảm hứng, còn 99% là ý chí, là sự cố gắng. Và bản thân ổng là một minh chứng đó các bạn.
Ông nói là tôi thất bại tới 10.000 lần tôi mới có được là 1093 cái bằng phát minh sáng chế. Như vậy các bạn thấy sự thất bại của mình, cái môi trường không thuận lợi của mình có đáng ngại không? Do đó các bạn thấy rằng thất bại là mẹ của thành công, đúng không nè? Một lần thất bại cho mình một cái bài học, không thành công một lần, rút ra kinh nghiệm không thành công. Và kinh nghiệm không thành công đó nó sẽ là cái viên gạch để xây dựng nên ngôi nhà thành công trong tương lai các bạn đó. Cho nên cố gắng nuôi ý chí khi mình gặp môi trường không thuận lợi nha. Bây giờ lợi ích của ý chí. Thứ nhất á, là nếu như mà mình có ý chí trong cuộc sống của mình thì mình sẽ duy trì được công việc lâu dài, duy trì được công việc đó bền bỉ lâu dài mà không bị đứt gánh giữa đường, tức là không bị thất nghiệp, không bị đuổi học, không bị gọi là không tốt nghiệp nha. Nó được cái lợi ích đó. Đồng ý không các bạn? Cái này các bạn thấy đúng không? Hồi giờ mình cùng nhận xét cái này đúng không? Nếu mình có ý chí thì cái ý thứ nhất này đúng không nè? Đúng chứ gì nữa? Đúng không? Nếu mình không có ý chí thì giờ này là cái giờ mà có thể ra ngoài ghế đá ngoài kia ngồi sướng hơn, đúng không? Vậy thì mình cái thời pháp này nó sẽ bị đứt gánh giữa đường, phải không nè? Do đó có ý chí thì cái việc học tập Phật pháp cũng như ngoài đời cũng như là làm việc của mình nó sẽ được lâu dài. Đó, cái lợi ích của ý chí là vậy đó. Thì các bạn biết rằng con mèo rình chuột mà không có ý chí á, thưa các bạn, là không bao giờ bắt được con chuột hết trơn á. Nó canh dữ lắm, canh cả ngày cả đêm vậy đó. Cái thứ hai là nếu có ý chí các bạn sẽ chịu đựng được khó nhọc. Có ý chí các bạn sẽ chịu đựng được khó nhọc. Các bạn có chịu cực nổi không? Không hả? Dám trả lời không luôn. Mấy người nói không có nghĩa là chịu đựng giỏi lắm á. Còn mấy người không nói có nghĩa là không chịu đựng giỏi. Bởi vì chẳng lẽ mình nói cái dở của mình ra, phải không? Đó. Cho nên là cái lợi ích thứ hai á, khi mình có cái nghị lực, có cái ý chí á, thì cái sức chịu đựng của chúng ta rất là mãnh liệt. Thì chúng ta biết rồi, đối với cái sự học của chúng ta là thi cử, đúng không nè? Nếu mình không có cái ý chí thì mình làm sao mình ngồi mình học được 8 tiếng, 4 tiếng một ngày cái bài thi đó, mà nhất là nước tới chân mới nhảy như chúng ta thì thôi rồi ha. Gần thi là ý chí mãnh liệt, mà sau thi thì bóng bóng xẹp xuống một cái là xong luôn. Cho nên là các bạn duy trì học ngày nào cũng như thi ngày đó là bảo đảm ý chí ngất trời nha. Ngài Hoàng Bá là một thiền sư, một đại thiền sư bên Trung Hoa, thầy của Lâm Tế, thầy của rất nhiều người, trong đó có Trần Tôn Túc vân vân. Thì Ngài Hoàng Bá, Ngài nói chứ: vượt thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm vững giữ lập trường. Là ý chí đó nha. Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nói các bạn, cái bài thơ nó nung nấu ý chí của mình nha. Bông mai á, các bạn phải một cái mùa đông lạnh giá nó mới ra bông. Nếu mà chúng ta có ý chí á, thì chúng ta sẽ không nổi sân với cái nghịch cảnh. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng, một hoàng tử nhỏ có thể là một ông đại vương, và một sinh viên nhỏ như các bạn có thể là hiệu trưởng trường đại học trong tương lai, chứ không phải vẫn chơi. Tin tưởng vậy đi nha. Bằng chứng là gì? Mấy người bạn học lớp Chí Minh hồi xưa bây giờ là gì? Giám đốc bệnh viện, ít nhất cũng phải là trưởng khoa. Ví dụ bác sĩ Phạm Ngọc Tảo bây giờ là coi như là gần lên chức giám đốc bệnh viện An Bình nha, trưởng phòng nhân sự vân vân. Là các bạn sau này sẽ là trụ cột của đất nước, sẽ là tài năng của đất nước. Tương lai của đất nước nằm trong tay các bạn hết, chứ không đâu hết trơn á. Cố gắng lên. Cái thứ tư là nếu có ý chí các bạn sẽ làm lại cuộc đời sau khi thất bại, làm lại sự nghiệp sau khi không thành công. Nhớ nha, không có ý chí là mình nản luôn, thất bại là bỏ luôn, không thể nào chúng ta lặp lại cái mục tiêu của mình được cả. Hàn Tín là một người nhỏ xíu mà xấu xí, vừa ốm vừa xấu nhưng mà học rất là giỏi. Ông ta chuyên nghiên cứu về cái mảng quân sự học, tức là binh pháp. Thì ông ta nghiên cứu mà nhà nghèo nữa, nghiên cứu rồi cứ đi xin ăn đầu này đầu kia. Cái một hôm là ông ta bị cái ông mà bán thịt heo á, ông coi thường, ông nói nếu mà muốn xin được bát cơm, nếu mà muốn xin được nửa cái thịt thì chui qua cái háng của tao nè mới được. Cái Hàn Tín buồn quá, suy nghĩ thôi kệ chui chui có gì đâu. Miễn sao có cơm ăn được rồi, để mình nuôi ý chí của mình chứ, đúng không nha. Chui qua cái háng của ông đó, trời, cả chợ người ta vỗ tay, người ta coi thường chứ không phải, tức là coi chuyện vui đó nha. Rồi Hàn Tín nhận được cái bát cơm người ta bố thí cho ăn, ăn xong rồi ráng học, ráng học. Đến lúc mà ổng đi phò,
ông Hạng Võ. Mà ông Hạng Võ thì võ nghệ cao cường, thân thể cường tráng, cho nên coi Hàn Tín không ra gì hết, không trọng dụng. Hàn Tín mới bỏ qua phò Hán Vương, tức là Hán Cao Tổ. Thì phò Hán Cao Tổ Lưu Bang á, thì Lưu Bang phát hiện ra nhân tài hạt ngọc ở trong đá với con mắt tinh tường của Trương Lương. Và ông ta được nhà vua trọng dụng cho làm đại tướng quân, tức là tổng tư lệnh. Trong khi đó Trương Lương làm đại quân sư. Hàn Tín chưa bao giờ thất bại các bạn. Thậm chí cái trận mà dồn ổng xuống cái bờ biển, tức là phía sau là biển, phía trước là quân giặc mà đông gấp 10 lần mình, thì cái thế trận mà dàn quân quay lưng lại phía biển là gọi là tử trận, 100% đại bại, không còn đường lui nữa. Thì Hàn Tín mới nói bây giờ là cái thế trận này trong binh pháp gọi là tử trận nè, giờ các ông muốn chết hay muốn sống? Cả cái đội quân của ổng nói ai mà muốn chết đâu đại tướng. Cho nên là quân lính của ổng là 1-10 và cuối cùng thắng các bạn. Tức là cái tài năng của ổng nó nằm ở ý chí, là hồi nhỏ đó bị nhục nhã, bị thất bại, nhưng mà vì có ý chí cho nên thành tài. Cho đó là cái làm lại sau thất bại là cái điều thứ tư lợi ích của ý chí. Các bạn nhớ, mỗi lần các bạn thất bại các bạn nhớ ý chí đâu, đưa đây coi nha. Điều thứ năm là cái lợi ích của cái ý chí là giúp cho mình thắng được cái chán nản của mình. Trong cuộc đời này chán nản thì nhiều hơn mà hạnh phúc hài lòng thì quá ít các bạn. Gặp cái gì mình cũng chán phải không các bạn ha? Đụng đâu chán đó nha. À, cho nên hôm nay yêu anh này, cái thấy ảnh tự nhiên lúc đầu là ảnh là một hot boy mà sao bây giờ ảnh là cool boy rồi ha. Thế là chán đúng không nha. À, do đó mà chúng ta phải biết rằng là cuộc đời không có gì như ý mình hết trơn á. Mà không có ý chí mình không bao giờ mà thành tựu được khi chúng ta chán nản. Có chán nản rồi không có làm được cái gì cả. Nhưng mà nói đi cũng nói lại các bạn, nó chán đâu phải vì mình phải không các bạn. Mà nhiều khi ông thầy ông giảng dở quá mình không chán mới lạ đó ha các bạn ha. Đúng không? Phải không các bạn? Nhưng mà các bạn phải nghĩ vậy mới có ý chí nè. Ông thầy ông giảng dở thì mình cũng học được cái dở của ổng, để lỡ mai mốt mình làm giảng viên đại học hay là giáo viên cấp 3 mình giảng dở như ổng thì mình rút kinh nghiệm đừng giống ổng nữa, đúng không? Thì như vậy tự nhiên cái từ nản nó thành là khoái rồi. À, ông thầy nói càng dở đi tôi học càng nhiều, tức là học cái dở người ta để tránh, phải không? Nha, đó cũng là một cái để chúng ta nuôi ý chí. Rồi thứ sáu là nếu có ý chí thì mình bớt ham muốn đi. Ham muốn ở đây là những cái ham muốn thế gian đó các bạn. Các bạn coi trong lớp của mình cái người nào mà chuyên học nhiều để sau này có một cái ước mơ là kiếm được việc làm hay có cái mảnh bằng đại học bằng đỏ gọi là loại giỏi đi xin việc cho dễ, thì cái người đó có tối ngày giống như mình là lên Facebook rồi bắt đầu Zalo rồi Viber rồi gì nhắn tin hay là chơi game không? Có không? Không nha. Tức là khi có ý chí rồi mình có một cái mục tiêu muốn thực hiện, mình dồn hết thời gian, tâm trí, trí lực của mình vô mấy cái chuyện mà niềm vui mà của thế gian á, chat chiếc, game giết đồ đó, phim Hàn Quốc hay là shopping rồi đó, nó sẽ bị cắt giảm ngân sách, đúng không các bạn? Cho nên là mình không phải tốn tiền đó này nữa ha, đỡ cho đó đó. Đó là cái lợi ích là thứ sáu của khi có ý chí. Thứ bảy là giảm cảm xúc. Giảm cảm xúc á, là các bạn mà có ý chí á, nó sẽ giúp cho các bạn sống bằng ý chí chứ không phải sống bằng cảm xúc. Cái lợi ích chỗ đó đó. Sống bằng ý chí nghĩa là sao các bạn? Có những chuyện mình phản ứng cấp thời, thất bại đến liền ngay tức khắc à. Ví dụ giám đốc la mình, hiệu trưởng la mình, thầy cô la mình, bạn bè nó chơi xấu mình, mình lập tức ăn miếng trả miếng à, tiền trao là cháo múc liền nha. Cái đó gọi là sống cảm xúc. Còn cái người sống bằng ý chí á, từ từ để mình giải quyết nó sau. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, phải không? Nhưng mà thật sự cái đó nó ác nha. Nhưng mà ý ở đây muốn nói á, là sao? Khi có ý chí á, thì mình mắt tập trung vô cái mục tiêu mình muốn đạt được. Cho nên những cái chuyện mà người ta làm phiền lòng mình á, mình coi như chuyện nhỏ rồi, không có quan trọng nữa. Cho nên cái phản ứng của mình nó giảm bớt xuống. Thấy cái quy luật bù trừ vậy thôi à, chứ không có gì đâu. Mà một khi mà cảm xúc giảm xuống, phản ứng không có nông nổi á, thì nó sẽ giúp cho mình thành công trong tương lai. Ví dụ như bây giờ là Samsung sắp sửa ra cái điện thoại S9, S10 gì đó, rồi iPhone ra S11, 12 gì đó, phải không? Yeah. Thì cái bắt đầu cái mình nói thôi, mình đang người đang học cái bài ý chí mà đi, mình sống theo cảm xúc, thấy nó ra cái mình mua thì nó tốn tiền quá. Bây giờ mình đừng có mua iPhone. iPhone là ngã, ai là ta mà. Mình tu học theo đạo Phật mình phải vô ngã chứ, nó thôi giờ mua B phone đi hay là B phone đi.
Bifon là Buddha, Buddha là Phật. Buddha, Phon. Đó, thì như vậy là chúng ta có ý chí và chúng ta bớt cảm xúc đi. Vậy ra mạng search trên điện thoại di động, thế giới di động, vậy coi có cái chỗ nào bán Buddha Phon không, mình mua nha. Rồi. Rồi thứ 8 là vấn đề cuối cùng. Cái lợi ích cuối cùng mà lợi ích không thể nào mà mình ngờ được, đó là lợi ích tâm linh. Các bạn, lợi ích tâm linh là cái mà các bạn đang ngồi ở đây để chờ đợi nè, để được học hỏi cái gì nè. Hồi nãy giờ mình phân tích xã hội không à, cuộc đời không à. Thì thưa các bạn á, rồi đây tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện với cái chết. Đúng không các bạn? Và cái già, rồi cái bệnh. Trời ơi, các bạn có biết là cái chết nó như thế nào không? Khi đối diện cái đó các bạn không được thở nữa nè, các bạn sẽ được nằm vô trong cái hòm nè, rồi các bạn các bạn sẽ được người ta đóng cái nắp hòm và đóng đinh rất chặt, các bạn có tỉnh dậy cũng không bung ra được đâu nha. Rồi các bạn sẽ được đem bỏ xuống lòng đất lạnh hoặc là bỏ vô lò thiêu nha. Thế thì lúc đó thưa các bạn, chỉ có đời sống tâm linh mới cứu được chúng ta mà thôi các bạn à. Cho dù các bạn ở tại gia chứ minh xuất gia, hai người đều cùng hướng đến, con đường nào cũng dẫn đến quan tài. Cho nên là không có ý chí sẽ làm chúng ta khổ khi đối diện với 8 nỗi khổ của cuộc đời: sanh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, oán tán hội, ái biệt ly, ngũ ấm xí thạnh khổ. Cái khổ lớn nhất của loài người là cái chết. Thưa các bạn, bây giờ các bạn phải tập luyện ý chí đi. Thí dụ như ngồi mỏi chân quá, đau lưng quá, chưa hết giờ thì chúng ta nghĩ mai mốt mình bệnh mình nằm liệt giường nó đau gấp 1001 lần cái này thì sẽ ra sao ha. Rồi bắt đầu lúc mà mình không khí ngợp ngạp quá, cả ngàn người trong cái phòng, mình nghĩ lúc bỏ vô hòm thì mình ngạt hơn gấp 1 triệu lần chứ không phải 1001 lần. Đó, những cái đó rèn luyện ý chí các bạn nha, gọi là có cái yếu tố tâm linh ở trong. Khi có ý chí thì chúng ta suy nghĩ đến những cái cảnh giới khổ đó và chúng ta phải rèn luyện, đừng để cái cảm xúc đau nó làm cho mình khổ. Có nghĩa là cái nỗi khổ của cái đau nó vẫn còn tồn tại sau cái chết tới 49 ngày vậy các bạn. Có nhiều khi mình học theo Phật giáo Nguyên Thủy mình không tin 49 ngày bởi vì chết là đi tái sanh liền. Nhưng theo Phật giáo Đại Thừa, theo Du Già Sư Địa Luận của Bồ Tát Di Lặc truyền lại cho vô trước đó, thì có 49 ngày sau khi chết nha các bạn. Thì do đó mà các bạn, cái nỗi khổ của cái chết đó, cái đau đó, nó chưa chấm dứt hẳn sau khi mình chết đâu. Cho nên không có ý chí các bạn sẽ khổ lắm, và có ý chí các bạn sẽ làm chủ được cái cảm thọ của mình. Và mong rằng các bạn nếu có thời gian á, sau này các bạn đi dự một cái khóa tu thiền gọi là thiền quán cảm thọ. Nhớ nha, thiền quán cảm thọ của ngài Goenka 10 ngày à. Các bạn tu 10 ngày các bạn sẽ làm chủ được cảm giác của mình. Rất tuyệt vời. Nhớ tham dự khóa tu đó một ngày, nó có 10 ngày trong đời đặng cho có cái vốn liếng tâm linh để rèn luyện ý chí của mình. Được không các bạn? Cha
Phật tử.